À, tôi lại quay lại định giá nốt cái cổ phiếu TLH của vẫn là bạn Nguyễn Nhật Kim nhé. Đấy. TLH thì trước khi định giá cái cổ phiếu TLH thì tôi cũng có một số cái chia sẻ với các bạn như này này. Để một đấy là chúng ta vẫn cứ bình tĩnh đầu tư thôi, cũng không không phải là quá là quan ngại về cái việc gọi là định giá. Tôi cá nhân tôi cũng sốc, bởi vì là sau khi mà tôi xong cái chương trình rồi, tôi định giá những cái cổ phiếu mà tôi vừa mới mua theo kiểu là lướt sóng ấy, thì tôi cũng đang thấy tôi bị sốc, là nó rất là bình thường thôi, nhưng mà tôi không thể sửa, tôi không không thể làm cho nó gọi là hài lòng theo kiểu ấy được. Như thế thì là nó không trung thực, nó sẽ không trung thực, và tôi không muốn làm như thế. Đấy, tôi phải nói chia sẻ rất là thật như thế. Còn tất nhiên là trong cái chương trình định giá mà vừa mới được hoàn thiện chưa được một tuần đúng không, mới được có vài hôm, thì nó sẽ có những cái mà chúng ta cứ nên tin là nó chưa chắc đã đúng đi đấy, để cho nó thoải mái. Và nhưng tôi khẳng định luôn là tôi không sửa, tôi không định sửa cho nó đẹp lên hoặc là sửa cho nó xấu đi, cái đấy là nó không trung thực. Và chương trình tôi làm là để tôi dùng chứ không phải là làm để ấy. Còn tôi muốn chia sẻ lên đây, thứ nhất đấy là như hôm trước ấy, có một bạn bạn Nguyễn Tiến Đại đấy, bạn góp ý cho tôi, thì những cái góp ý đấy thì tôi thấy là rất rất tốt, và nó làm cho chương trình của tôi tốt lên đúng không? Bởi vì có những cái mình cũng chưa hiểu được hết, thì đấy, ví dụ như bạn ấy nói là cái chỉ số P trên E là nên lấy như thế nào đấy chẳng hạn, thì tôi lại có một cái suy nghĩ mới, vân vân. Đấy, đấy là cái cách thức của tôi. Và cái thứ hai nữa ấy, là khi mà tôi chia sẻ cái phần định giá ấy, thì tôi thấy rất nhiều bạn quan tâm, hỏi những câu hỏi rất là nhiều, và tôi làm không xuể. Và tất cả các cổ phiếu mà tôi đưa lên đây ấy, là các bạn hỏi, tôi không tự động tôi đưa cổ phiếu nào lên cả, toàn toàn là các bạn tự các bạn hỏi thôi nha. Chỉ cái clip đầu tiên thì nó đang còn rất là sơ khai đấy, nó chưa hoàn thiện cơ, và tôi còn chưa làm xong cái định giá P trên E cơ. Đấy, tôi mới định giá theo tài sản thôi, nó rất là sơ khai. Thì là cái clip đấy là tôi thử đưa lên xem thế nào. Đấy, xem thế nào nhá. Đấy, và tôi cũng rất mong nhận được sự chia sẻ. Đấy, các bạn có thể bình luận xuống bên dưới, để một là để đấy cho cái cách định giá nó được hiệu quả hơn, nó được tốt hơn, hoặc là vân vân, các bạn có thể chia sẻ. Chứ tôi hoàn toàn không làm sai, không 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 làm sai kết quả đi đấy, không gọi là tự tạo ra kết quả hoặc là vân vân, đấy là tôi không làm đấy, tôi khẳng định luôn nhá. Và định giá nó ra kết quả bạn như thế nào thì tôi giữ nguyên như thế, và tôi vẫn khẳng định luôn đấy, định giá nó cũng chỉ là một cái phương pháp chúng ta đưa ra để ước lượng cái giá trị của một cái tài sản nào đó thôi. Và cái việc ước lượng thì nó có thể là khá chính xác hoặc là không chính xác vân vân, nó có thể gần với cái giá thực tế hoặc là xa giá thực tế, đấy là do cái cách ước lượng. Và mỗi một cái phương pháp thì nó có một cái cách ước lượng khác nhau, nên chúng ta vẫn là để tham khảo là chính thôi nhá. Đấy, và tôi đã nói luôn là cái chương trình này tôi xây dựng để tôi dùng, nên là tôi rất là đấy, tôi không gọi là sửa chương trình, mà tôi dùng cái chương trình này để tôi tìm cổ phiếu. Thì tôi có hai cái cách tôi chia sẻ luôn. Một đấy là tôi dùng cái Ami Broker ấy, tôi sẽ search được một cái list danh mục cổ phiếu, và tôi sẽ bỏ vào cái chương trình này để tôi xem là nên đầu tư dài hạn hay lướt sóng nhá. Đấy, thì những cổ phiếu mà đầu tư dài hạn ấy, thì tôi quan tâm đến việc định giá tài sản đây này, tôi phải biết được định giá tài sản. Và thông thường để định giá tài sản tốt ấy, là tôi cho hết tất cả các chỉ số này về mo hết, cái thiên thời này bằng một, cái thương hiệu này tôi cho bằng không luôn, và chia cổ tức này tôi cho bằng không luôn đấy, để nó không bị ảnh hưởng nhiều đấy. Tôi muốn định giá cái tài sản gốc của nó là bao nhiêu, và tôi không hề quan tâm đến cái việc gọi là cái giá này nó cao hơn hay nó thấp hơn cái thị giá đâu, các bạn hình dung thế, bởi vì nó không liên quan đến nhau. Rồi các bạn, nếu các bạn để ý ấy, thì các bạn nhìn thấy cái cổ phiếu Vinamilk nhá, cổ phiếu Vinamilk ấy, lúc nào tôi sẽ định giá cái cổ phiếu Vinamilk cho bạn thử xem đúng không, tôi đợi xem có bạn nào hỏi không thì tôi định giá, tôi tự tôi định giá lên rồi nó sẽ dẫn đến cái việc gọi là các bạn lại nói là tôi làm cái cổ phiếu này cao với thấp quá thì nó không hay đấy nha. Ví dụ các bạn nhìn cái cổ phiếu Vinamilk này nhá, nhưng mà cái giá trị sổ sách của cổ phiếu ấy nó không cao đâu, và cái giá trị sổ sách của cổ phiếu thì các bạn biết rồi nó là cái gì, các bạn biết rồi đúng không? Đây, giá trị sổ sách của cổ phiếu nó chỉ có 16.200 đồng thôi,
Đấy, và giá trị sổ sách này là cái gì? Là bằng bằng cái tài sản đấy trừ đi nợ và chia cho số cổ phiếu là ra cái giá trị này, giá trị sổ sách này. Đấy, nó rất là thấp, có nghĩa là cái tài sản thực tế ấy. Còn tất nhiên là cái này nó cũng chỉ tương đối thôi, bởi vì cái tài sản này nó gồm có là tài sản hữu hình này, tài sản đấy vô hình này. Thì tài sản hữu hình thì có những cái tài sản mà nó lại tăng lên theo thời gian, như là những cái bất động sản vân vân, thì nó cũng không thể hiện rõ ở trên cái này, các bạn hình dung thế nhá. Và nhưng mà khi mà tôi nói với các bạn đấy là cái giá trị sổ sách này nó thấp như thế này ấy, nếu như một công ty nó không phải là công ty tăng trưởng thì cái thị giá nó cũng chỉ loanh quanh ở cái giá trị sổ sách này thôi, hoặc thấp hơn hoặc cao hơn một chút, hoặc thấp hơn một chút. Còn nó mà là công ty tăng trưởng ấy thì cái giá trị sổ sách này nó lại không là cái gì cả, nó cứ vượt vượt rất là nhiều, bởi vì nó sinh ra cái lợi nhuận rất là lớn và đạt được kỳ vọng của mọi người. Đấy là nguyên tắc vận động của cổ phiếu thì tôi cũng chia sẻ qua. Và nó sắp đến giờ giao dịch rồi nên là tôi quay lại tôi định giá nốt cái cổ phiếu TLH cho bạn Nguyễn Nhật Kim. TLH. Và một cái điều lưu ý nữa ấy là các bạn hình dung ra như này này. Giống như chúng ta đi mua cái xe ô tô cũ ấy, ví dụ như công ty nó vừa mới thành lập ấy thì giá trị bao nhiêu, bán mỗi ông bao nhiêu cổ phiếu với cái giá 10.000 đấy thì là nó ok rồi, không ai tranh cãi gì cả. Đúng không? Nhưng mà khi công ty nó đã đi vào hoạt động một thời gian rồi thì cái giá trị nó không còn giống như thế nữa, nó có thể tăng lên rất là nhiều hoặc giảm đi rất nhiều. Và cái việc định giá là cái việc xác định lại cái giá trị, đúng không? Xác định ước lượng lại chứ không phải là xác định lại, mà ước lượng lại cái giá trị của công ty. Đấy, để chúng ta xem chúng ta mua tài sản có đắt hay rẻ. Thì cái việc ước lượng đấy thì nó nhiều yếu tố nó ảnh hưởng lắm. Đấy, tốc độ tăng trưởng nó có tốt hay không, nó cao nhưng mà nó chưa chắc đã bền vững. Đấy, nó lại bị một cái như thế. Bây giờ rất nhiều cổ phiếu thép nhé, tôi vừa mới có định giá cổ phiếu NKG đấy, là giá nó rất là cao đấy, giá cao hơn cái thị giá nhiều đấy, nó cao gấp đôi đấy. Đấy, nhưng các bạn hình dung ra này, nếu như cái quý sau ấy nó vẫn giữ được cái tốc độ tăng trưởng như cái quý vừa rồi ấy, thì cái giá đấy là ok, không có vấn đề gì cả. Nhưng nếu như cái tốc độ tăng trưởng nó chậm lại hoặc là thậm chí nó giảm đi nhiều ấy thì cái giá đấy nó lại thành là cao. Đấy, nên là định giá nó có một cái thứ nó tương đối ở cái chỗ đấy nha. Vâng, đấy là những cái chia sẻ đầu giờ sáng của tôi, và tôi quay lại cái cổ phiếu TLH này cho nó nhanh, cho nó xong cái clip này để chúng ta xem cái thị trường hôm nay nó như thế nào luôn. TLH. TLH nhé, có cái số lượng cổ phiếu lưu hành này là 100.6, 100.7. 100.7. Cái thị giá là 15.200 đồng. 15.200 đồng. Và cái tình hình tài chính này. Tình hình tài chính là 1600.15. 1600.15. Tiếp theo này, cái lợi nhuận sau thuế của 4 quý gần nhất là 116.01. 116.01. Tiếp theo này, 75.72. 75.72. 12.1. 12.1. Trừ 15.75. Trừ 15.75. Cái này không biết là cổ phiếu thép hay sao ấy. Cổ phiếu thép. Đúng rồi, cổ phiếu thép tiến lên nhá. Đấy, PGE của nó 8.13 này. Tình hình cổ tức này, 5%, 5% và 15%. 5% này, 5% và 15%. Đấy. Thì cái thép tiến lên này tôi cho nó là một thôi nhá. Thì với cái định giá như thế này. Đấy thì tôi thấy là cái giá trị của cổ phiếu nó khoảng 18.600 và cái thị giá hiện tại bây giờ nó là 15.200. Thì nếu chúng ta mua tại cái thị giá này thì chúng ta đang mua rẻ tài sản khoảng 22.6%. Còn định giá theo tăng trưởng, tốc độ tăng trưởng này thì chúng ta sẽ sang bên này TLH đúng không?
Đấy. Úi giời, nó lại có hai quý âm như thế này là hai quý âm thì có thể được, nhưng tôi không chưa thử, nhưng mà để tôi xem. 1914 âm 1914. Bởi vì nó một cái âm một cái dương ấy thì còn được, chứ hai cái âm này nó chia nó lại thành cái số dương. 1707 1707 âm nhé. Tiếp theo này, 756 6 tiếp theo này là 1871 1871. Tôi nghĩ là nó không chính xác, bởi vì cái hai cái số này âm với nhau này nó trừ đi nó thành một cái số âm, và nó chia ra một số âm, tự nhiên nó thành cái tăng trưởng dương ở cái chỗ quý này này. Đấy, cho nên là cái chỗ này nó không chính xác đâu. Mặc dù là nó ra cái con số nó cũng tương đồng với bên kia nhá, nhưng mà nó chỉ để tham khảo thôi, cái chỗ tăng trưởng ở chỗ này nó không chính xác đâu. Nhá. Đấy. Đó, chắc chắn là tôi phải sử dụng một cái câu lệnh if vào đây thì nó sẽ xử lý được cái chỗ hai cái số âm này thôi. Thôi rồi, tạm thời là thế, đúng không? Và chúc bạn có lựa chọn hợp lý, đầu tư thành công và kiếm được nhiều lợi nhuận.